chào quý vị trở lại với chương trình trực diện TV thì trở lại cái vấn đề mà 39 nạn nhân mà bị chết trên cái đường đi vượt biên sang Anh đó trong một cái thùng lạnh thì đến hôm nay có thêm một cái diễn biến mới nữa tức là cảnh sát Anh mà cụ thể là một cái người trợ lý của viên cảnh sát trưởng của cái quận Essex là viên cảnh sát Tim Smith đã có những cái lời tuyên bố và có thể là gọi đây là một cái kết luận ban đầu là những cái nạn nhân trong cái thùng lạnh đó, 39 nạn nhân đó là có quốc tịch Việt Nam. Thì cái viên cảnh sát này nói đến thời điểm hiện nay chúng tôi tin rằng các nạn nhân quốc tịch Việt Nam và chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Việt Nam. Thì anh ta cũng thông báo thêm là cảnh sát của SS đã, đã có hợp với các cái điều tra viên cao cấp cũng như là các cái cảnh sát của hoàng gia để mà tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định danh tính cụ thể của từng người như thế nào. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện nay thì người ta cũng chưa Đưa ra được cái danh tính uh, cụ thể của từng người một Nhưng mà xác định bước đầu đó là những cái nạn nhân của người Việt Nam Thì nếu đây đúng là 39 người là người Việt Nam hết Thì là một cái tin rất là đáng buồn Bởi vì có thể là uh, cảnh sát của SS bước đầu Người ta đã xác định uh, trên những cái gì mà thu thập được Có thể là trên 500 cái mẫu vật um, gọi là um, vật chứng đó, Nó nằm tại hiện trường Và đối chiếu với cái quá trình điều tra ban đầu của họ Và sau khi họ bắt được một số người mà dính vào cái đường dây này thì um, lần theo cái đường đi nước bước của um, những cái người đó và những cái um, mẫu vật mà có còn lại hiện trường thì bây giờ qua mấy ngày mà um, điều tra ban đầu thì có lẽ là cảnh sát cũng đã xác định được cái quốc tịch rồi nhưng mà người nào là người nào tên tuổi người nào lần là, là ai là ai thì um, lúc đó còn phải thời gian xác định nữa. Ví vả lại trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là chỉ có Việt Nam mình là rầm rộ là lên tiếng với nhau nhiều hình như là không chưa có một cái nước nào khác mà người ta nói rằng có công dân mất tích trong cái trường hợp này ngay từ đầu nước anh người ta nghi ngờ là trung quốc là bởi vì cái chuyến đi này có thể nói là xuất phát từ bên trung quốc rồi từ trung quốc mới đến pháp và pháp mới được một cái xe để mà chở sang bỉ thì các cả những cái tài xế đó cũng đã bị bắt rồi những cái đường dây mà đi từ pháp sang bỉ cũng đã bị phanh phui và hiện giờ thì cảnh sát anh cũng đang tiến hành và kêu gọi những cái người đó ra đầu thú đã gọi điện cho những cái nhóm trong cái đường dây này và kêu gọi họ ra đầu thú rồi nữa nói chung là cái quá trình mà để điều tra mà manh mối để mà để mà lần theo cái đường dây á cái tội phạm xuyên quốc tế này á cái đội buôn người này á thì cảnh sát anh đang làm rất là tốt và có sự phối hợp với nhiều nước nữa và sớm muộn gì thì chắc là đường dây này nó cũng sẽ bị phanh phui thôi trợ lý của viên cảnh sát trưởng của cái quận ss cũng có nói thêm rằng là giữa anh quốc và việt nam đang có tiến hành hết sức là chặt chẽ để mà um, sớm xác định được danh tánh và nhận dạng các cái thử thi này và hiện giờ cái nước Anh cũng đang cung cấp ra những cái uh, hoạt động những cái dịch vụ gọi là hỗ trợ cho những cái người bị ảnh hưởng trong cái việc này trong cái thảm họa này thì có lẽ là đó là ám chỉ về cái việc mà giúp đỡ những cái gia đình của nạn nhân chẳng hạn hoặc là những cái người mà bị À, liên quan tới cái việc này mà xảy ra bao nhiêu cái thiệt hồi hôm đó hôm nay thì um, đây là một cái điều mà phải nói là rất là đau buồn cho cái người việt của chúng ta bởi vì toàn bộ cái thảm cảnh này bây giờ được xác định là quốc tịch việt nam hết rồi đây có thể nói là một cái tin gần như là chính thức thì chúng ta chỉ biết tổng thể đó là nguyên trong cái thùng xe đó là người việt nam nhưng mà chúng ta chỉ chưa biết là chưa biết cái người nào là người nào thôi là đơn tuổi nó như thế nào thôi còn về phía việt nam thì tính đến ngày 1 tháng 11 thì phía chính quyền cũng đã nhận được 31 cái trường hợp mà gọi là báo mất tích những người con hoặc là thân nhân mà họ báo chính quyền để mà nhờ có cái sự hỗ trợ điều tra thì trong đó có 21 cái trường hợp là nằm ở Nghệ An và 10 trường hợp là nằm ở cái tỉnh Hà Tĩnh thì đây là một cái tin hết sức là đau buồn và cái việc mà mất tích cái việc mà ra đi của 39 người này thì hôm đó là chúng ta nghe sự bàn luận rất là nhiều và rất là nhiều những ý kiến rất là khác nhau về cái lý do vì sao mà họ ra đi à, có những cái làng những cái khu mà người ta rất là giàu mà có rất là nhiều người họ phải ra đi trong cái trường hợp để tìm kiếm cái cuộc sống nó tốt hơn và có những người họ đặt vấn đề là um, ra đi có thể là vì làm một cái việc phạm pháp hay không có thể là trồng cần sa hay là làm những cái việc mà trốn thuế uh, chui nhũi gì đó thì đó là một cái điều mà chúng ta sẽ bàn sao nữa bởi vì hiện nay á chỉ nói về cái việc mà cái thông tin là những cái nạn nhân này nó như thế nào thôi có phải là người việt nam hay không đây là cái điều quan tâm bởi vì ngay từ đầu khi mà xảy ra cái vụ việc thì xác định là người trung quốc mà sau đó thì người ta đã cải chính lại và là dần 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 thì nó lộ ra là người việt nam và đến hôm nay thì với cái sự trả lời của cái viên cảnh sát như thế này thì gần như xác định 39 người này là người Việt Nam hết rồi, thì bây giờ chỉ còn xác định lại là tên tuổi chính thức của nó như thế nào thôi. Và thông tin liên quan về cái việc này á, thì người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã cho biết đây là một cái thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này. Từ đầu vụ việc, bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng các địa phương Việt Nam và Anh cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo. Hôm nay Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích tự xác minh danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm có công bố thông tin. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi buôn bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự. Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Thì nói tóm lại trong vụ việc này, người ta tìm cái danh sách của những cái nạn nhân đó, cái quá trình điều tra cũng tương đối là nhanh chứ không phải là chậm. À, chúng ta thấy cái việc mà phối hợp giữa các bên nó hết sức là chặt chẽ và cảnh sát Anh người ta làm việc cũng hết sức là nhiệt tình và hai bên nó đã có những cái thông tin qua lại với nhau trong cái thời buổi hiện đại này cho nên hết sức là cập nhật và cái quá trình điều tra được đẩy nhanh cao hơn và bây giờ một cái điều hết sức là đáng buồn là danh tánh coi như là được xác định là cái những người này là những người quốc tịch Việt Nam rồi thì vài um, bữa nữa thôi thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái danh sách rõ ràng chi ly là từng người một là đó là những người nào. Giờ chúng ta chỉ là quan tâm đến cái việc là cầu nguyện cho những cái người xấu số này và gia đình của họ đó sớm vượt qua những cái lúc khó khăn này thôi còn cái việc mà hậu sự của nó về vấn đề mà phá án vấn đề mà điều tra tới đâu hoặc là lần qua cái anh mối như thế nào đó là cái việc đó sau đó nữa và đó cơ quan chức năng của Việt Nam và anh tôi sẽ tiếp tục làm rõ cái việc đó thì hôm nay cái thông tin của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi à, xin cảm ơn quý vị xin kính chào